Duy Hải, số 2, số 47 Văn Mẫn, số 26 Bình Triệu, số 8 Văn Thái, số 20 Ngọc Phú và số 15 đó là Văn Nghĩa. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Đại dân mượn và thắng của Đinh Công Viên. Quả đá phạt tuyệt vời của cầu thủ Mai số 11 và đã giúp cho U23 Phú Đức Chí có được bàn thắng sớm ở trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đang có rất nhiều các bạn khán giả đã theo dõi, có hơn 300 bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Cơ hội bàn thắng tuyệt vời. Đó là bàn thắng của cầu thủ Mai số 27. Đó là Hà Thanh Vy. Trong màu áo của Hải Phương Nam đều gia đình. Trường trái, Giang Nguyệt vào. Tỷ số là 3-0 và đó là cú đúp của Đinh Công Viên. Trường Tấn Nhật. Công Viên phản công nào, làm gì đây? Cơ hội vào. Tỷ số là 4-0. Công Viên rất đồng đội để thực hiện một đường chuyền dành cho Văn Mẫn ghi bàn. Và sau khi ghi bàn thì Văn Mẫn cũng đã gặp phải chấn thương. Xin chào anh Phan Lâm. Phản công dứt điểm vào. Bàn thắng tiếp theo dành cho U23 Phú Đức Chí. Đó là bàn thắng của cầu thủ mang áo số 27. Đó là Hà Thanh Vy, cú đúp của Thanh Vy ở trận đấu này. Vẫn còn khoảng 8 phút. Cơ hội vào. Cuối cùng thì U23 Celebrity đã có được bàn thắng đầu tiên. Một pha phối hợp rất tốt của đội bóng này. U23 cùng ngược với những con người như là Văn Vũ, như là Nam Nema. Thực sự là một thử thách rất đáng gờm dành cho bất cứ đội bóng nào. Vào! Tỷ số là dùng hàng sẽ còn 2-5. Quả trống kia, dứt điểm vào. Tỷ số đội chủ nhà xuống còn 3-5. Cách biệt chỉ còn là 2 bàn mà thôi. Công Viên chưa thành bàn, dứt điểm tiếp vẫn không có bàn thắng. 1 giây. Như vậy là trận đấu bán kết giữa U23 Celebrity và U23 Phú Đức Chí đã khép lại. Kết quả chung cuộc, U23 Phú Đức Chí đã giành chiến thắng với tỷ số là 5-3 để lần thứ 3 có mặt ở chung kết của một giải đấu tại hệ thống FI trong năm 2019 này. Và buổi phát sóng trực tiếp của chúng tôi đến đây cũng khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.